phát có mặt cảnh hàng mía flash nhu. Sở trái mà nè chi lan tùm nớp cho tự tia pram cầm phliêng tia xùm nông pram rồi đà là bà rù khăng nè băng mà tố bà lan bà nà lòi chú cốt thân nằm. Miên cả rà này phía nhạc bà tiết hái bà đàm lan bì rương chi mà tố từ bà rốt dân xử rì tùm nớp miên phạ lê Campuchia CEO thi chi ân muối chú cốt thân nằm bằng tịch bài chia sở trái chia mà chá rốt dân cho một tia pram cầm phliêng hỏi tiêm tia xùm nông rồi hốt pram rồi đà là prom tiền dụng mà tốt tự đại trở vạ tốt nâng bàn đọ sau mà tốt rút đào chốt bẹt bạn. Hết cả ní, bằng cõi miền ca phụ nhập áo ca bị bật ngay tì xám sắp khai xảy hạt chân năm bì bòn mập hãy bấy nâng mục mần tì bẻ hụt chịu ba nâng xâm phục ân trả tì vi muối sự thất nâng nông mù lật than sẵn cắt tua sẵn cài muối khăn ở rừng xảy kèo. Dù vừa chốn chia mà chạc mà tốt bán nà rịp rộp thá trâm pram rôi đà là luôn miền sầm mặt tập hiệp xong. Tại hẹt ấy, tiếc quát pram cầm phliêng, rút chê bảo mát quát hào dục sao trở vạ tới chạm mà tô quát, prom tiếng đọ sao mà tô chênh nâng mình đọ sài. Trong nay, sẽ trái chìm ở đây dù về chôn khẳng lớ tha nâng song pram rồi đà lá, tại sông đã bị bẩn đăng tiếp bây bọn đà lá vinh cà rào tiếc con quát pram cầm phliêng. Bà tốt chia sẵn mặt tất kích tới đó cần lãnh cắt hẹt hào cả đói có phía kỳ khăn rộn dân, nơi tay mình prom cho một đọ sài chùm mùi mà chắc mà tô đài. Môn chớ khăn sở mặt tất cách bằng grab, liếp kẹt đánh cặp nẹ cà xét ở rút bạc trường xóa bệnh. Cô rô bằng riêng đài chỉ nẹ rút xí stock chơ bởi nợt phóng, bàn khăn sầm ba tờ nâng ca bằng grab rồi bỏ sở mặt tất cách. Lớn mục rồi bỏ khó chấp bắp bạp ní, có chế cầm hân liếp kẹt đánh cặp nẹ cà xét ở rút bạc trường xóa bệnh. Đầm bọn stock chơ bởi nợt khó chấp bắp ní sẽ thật nơi đầm bọn chợ táo khung miền rớt, sọc dần đắn, khách cầm phương thổng. Sở mặt tất cách bàn này đang thay cho mùi nhu xì chờ rùa nơi đầm bàn nút, tay tay promo tên chờ bì bỏ chìa bỏ rốt, đại cho bây cặp chờ nơi khung đầm bàn xã hạ cúng, rưu cặp bây chờ nơi đầm bàn hàm khuất. Hai bộ kể, bàn dục một sọc tốc nơi tam tết sầm bành. Đại miên sẽ kể đầy rì ca bị cọng nẹ xa bỏ đầm miên nếp bê thamay thamay ní, tập sở mặt tất cách cho bằng grab rập ấu chơ khniếp bập hết chơ tiền chùm nuôn mà rồi chất sự mùi sần lắc nâng xa xó chùm nuôn đọc mùi đám miên chùm nuôn chất đọc mẹt cụp. Phần tay ở đây để play không cả rần này ní cư bần tố bì nẹ cả sai tờ can ti tăng bằng grab nút xa chỉ thầm ấy xa rập tới chung môn chơ bì nẹ bà đây bập bồn tiên cầm bật kẹ đánh cắp tiền cầm ráo. Có bố tại đám chôn này gặp sắp xài nụ hai tớp sầm mặt tất cách cho bằng grab rụp ô chơ rồi bọc vụ kế đo cọng tết bẹp nỉ. Bài thư liên ở đường mình trây nụ cô ba càng chôn bằng có khăn ông cả rần này cổ thân nạ chả ra chó. Ai lời ní nụ cô ba bài rút trây cho bằng phư hời. Bần tố bị bài thư liên đầm nâng mình bọc rõ đầy mùi đòi miên mình trây nụ cô ba chênh một càng chôn bằng có. Cô thân nạ chả ra chó sạp tại miên mình trây nụ cô ba sạc xâm rong chùm nuôn bây nẹ. Cho khuôn tay bóng phư nụ khăn ông cả rần lại bất cơ lực. Mình trái tiếng bày rụp khẳng lỡ miền tại bì nhạc bẩn nốt để cho bẹp bọn ở rương càng chân lửa mức bằng có cổ thân nạ trả trò. Rì ai mình trái mà nẹ cho mua điếp mạng cả rá, bùng cho bẹp bọn lời. Mình trái nó có ba bày rụp nốt trái bàn kết sổ tì muối cho mua điếp mạng cả rá, nếp nạch bởi một tốn, tì bì cho mua cấm sánh ạc tì ca rôm cử nhìn, nâng tì bấy cho mua phát xa rống hài khòn. Atika cường nhìn, nẹ tặng bay bàn tờ bổng phư rủi hời. Xong mình chạy thác cả rõi cạn miên cổ thân ạ trả ra cho đài bản đá lợi cho nô rông cổ chung mua nôn rô tàn á ả dụ mở phay bàm pi chân nằm ở bộ bạ chướng. Có miên mần trây nô cô ba mùi rụp tiết chung mua đâm sảnh. Miên tôn này tí chi Atika rông cường nhìn chênh mục dục ai kia xa rụt dân ở bộ chân mong cổ. Mục ai kháng cho nô rông cổ đòi bổng khom ai. Kháng chân ở rộng cổ tự tùa dược ở rộng dân ở bọc chân bằng có tứ đọng bây bình chọc rương tại phía kỳ chân ở rộng cổ mình prom tự tùa dược. Mình tí xa thật là các khách cổ chế có hai cổng hôn thơ mô mát đồng bây đọc sẵn bẹp bọn cả rần này ở ở thơ mô thật lẹp bì lơ rốt dùn. Các bì miên cà rì quân bì mà hạt chân có đồ chìa bà chìa bà rốt tẹ tôn sẽ cầm ập hiếp đặc trình chùn thơ mô mát ở bọc cổng hôn xanh xanh để thơ bà hét vừa ở thơ mô ở ở thơ lẹp. Bị lờ rụt dân chìa bần to bần tốt bần đàl ở miên ca khói khát phá lờ rồi bỏ rốt, nâng bằng có hành đi phay đòn nẹ thơ vơ đầm ná tam đông phá lờ nút. Mình tì xa thơ nạ ca khát cổ rộng nâng có hai đầm náng cổng hôn, tiàng nút một ọp rộng nâng bắt sẵn rái cùng áo các miên bánh hà nít
ទៅទៀតលោកសាំងប៊ុនថនប្រធានមន្ត្រីសាធារណៈការខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហានេះថាមន្ត្រីក្រុងនឹងអញ្ជើញខាងភាគីក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបទាំងអស់រួមទាំងរថយន្តដឹកទំនិញធំធំផ្សេងទៀតដើម្បីមកធ្វើការអប់រំណែនាំនិងដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ថ្មម៉ាបជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅតាមផ្លូវសាធារណៈ ក៏រំលឹកថាករណីរអិលធ្លាក់ថ្មម៉ាតពីលើរថយន្តនេះបានកើតឡើងចំនួន4ករណីមកហើយក្នុងនោះមួយលើកគឺធ្លាក់ប៉ះផាសអេបម៉ូតូកង់3របស់អ្នកដំណើរដែលកំពុងបើកបរតាមផ្លូវជាតិបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនិងរងរបួសមនុស្សម្នាក់ដែលឡែកបីករណីផ្សេងទៀតគឺបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតផ្លូវសាធារណៈតែមិនមានបង្ករបួសស្នាមដល់មនុស្សណាម្នាក់នោះទេ អាញាធិបតេយ្យព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមបំពាក់ឧបករណ៍ GPS នៅតាមទូកដើម្បីឲ្យកម្ពុជាចេញផុតពីការក្រហមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទូកនេសាទទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអាញាធិបតេយ្យព្រះសីហនុនិងបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានឬ GPS ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រសិនបើមានឧបទ្វហេតុណាមួយនៅក្នុងលំហសមុទ្រហើយវិធានការនេះក៏ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាចេញផុតពីការក្រហមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការចុះបញ្ជីនាវានិងទូកនេសាទកាលពីថ្ងៃទី25ប្រាំបួនខែសីហាម្សិលមិញអាយ៉ដាមពំសេថាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននាវានិងទូកនេសាទនៅខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទេបើបានចុះបញ្ជីហើយនិងបំពាក់ឧបករណ៍ GPS ដែលឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបការចុះបញ្ជីនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលជួយសង្គ្រោះបើមានឧបទ្វហេតុណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងលំហសមុទ្រលោកបន្តថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាប់កាត់ក្រហមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ2014នោះការជំរុញចុះបញ្ជីនាវានិងទូកនេសាទនេះក៏ដើម្បីដោះស្រាយកាត់ក្រហមនេះផងដែរ ចំណែកឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជានេសាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅស្នើសុំចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏រំលឹកថាខេត្តព្រះសីហនុមានក្រុងចំនួន2និងស្រុកចំនួន3និងមានទូកនេសាទតូចធំសរុបចំនួន2523ហើយទូកដែលបានសុំបង់ពន្ធមានត្រឹមតែ63ប៉ុណ្ណោះ ក្រុមប្រតិបត្តិការស្រង់បានគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ7ពាន់គ្រាប់និងអំបែកនាវាជាង200តោនពីបាត់ទន្លេនៅខេត្តព្រៃវែងចាប់ពីឆ្នាំ2022រហូតចុងខែសីហានេះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាង17,700តោនត្រូវបានក្រុមប្រតិបត្តិការស្រង់ចេញពីបាត់ទន្លេស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកពីមចូលខេត្តព្រៃវែង ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពប្រតិបត្តិការស្រង់គ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងនាវាលិចនៅបាត់ទន្លេអាយ៉ាដាមហេងរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាបានលើកឡើងថាការបោះសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងស្រង់នាវាលិចក្នុងទន្លេនៅការដ្ឋានកោះពីមរៀងត្រូវបានក្រុមជំនាញនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងកំណត់នៅទំហំប្រមាណ73ហិកតាដែលចែកចេញជា3ផ្នែក រួមមានតំបន់ដីគោកតំបន់មានហានិភ័យទាបនិងតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់អាយ៉ាដាមបន្តថាតាមផែនការស្រាវជ្រាវដំបូងបានរាវរកទិន្នន័យនៅបាតទន្លេជាង2500ចំណុចដែលមានគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយវាតម្លៃការបោះសម្អាតមានរយៈពេល18ខែ ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនសម្រេចតាមផែនការនោះទេដោយសារនាវាដែលលិចក្នុងទន្លេនោះមានផ្ទុកគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណពី3តោនទៅ3500តោនឯណោះសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហងមាស Flash News